đi chùa đó, người Việt có một cái từ gọi rất là hay là về chùa. Thí dụ mình gọi nhau đó, chị ơi tuần này chị có về chùa không? Đó là cái từ đúng nhất mà Phật tử Việt Nam nên dùng. Thay vì chúng ta nói xuống chùa, lên chùa thì chúng ta có thể dùng cái từ là về chùa. Tại vì về chùa là vì gì? Là chúng ta trở về cái ngôi nhà tâm linh của mình. Mình đi đâu, mình đi chơi, mình đến nhà bạn, bất cứ ở đâu, nhưng cuối cùng mình nói sao? Thôi đi về. Tại vì sao? Tại vì cái tổ cho là cái chỗ đó là cái ổ của mình, nó dơ, nó như thế nào, nhưng thủy chung nó vẫn là nhà của mình, phải không? Cho nên mình quay trở về. Vì vậy mình mới có lễ quy y. Quy y là gì? Chữ quy là quay về, chữ y là nương tựa. Đời sống con người chúng ta, có thể chúng ta đi xa quá, lo công ăn việc làm rồi đủ thứ trên cuộc đời này, cho nên rồi chúng ta đôi lúc chúng ta quên, quên trở về với Phật, trở về với lời dạy của Phật, trở về với đoàn thể của những người sống an vui, thanh tịnh. Cho nên Phật tử quy y nghĩa là một sự phát nguyện chúng ta trở về với Tam Bảo. Để làm gì? Để nương tựa. Con xa cha mẹ, hôm nay con ý thức con quay về với cha mẹ để con nương tựa cha mẹ. Có thể cha mẹ nghèo, không có tiền cho mình, nhưng mà cha mẹ là cái chỗ mình nương tựa vững chắc. Vững chắc theo cái tinh thần gọi là thế gian. Nhưng mà cũng có đôi lúc mình giận cha giận mẹ, hay là cha mẹ giận mình, cũng có thể bỏ nhau. Chỉ có nương tựa Tam Bảo là chắc thật nhất. Tại sao? Tại vì chỉ có mình bỏ Tam Bảo chứ Tam Bảo đâu có bỏ mình. Khi nào mình buồn là mình đến mình quỳ, mình thắp cây hương, mình khấn hồi nó còn có nửa cây. Đúng không? Mình bữa nào mà mình buồn là biết liền, mình sẽ quỳ trước Phật rất lâu. Còn nếu mình không có chuyện gì là xá xá cho có thôi. Còn khi nào mình có việc là mình sẽ đến với Phật rất lâu và rất tha thiết. Không? Mình nhìn Phật một cách rất đắm đuối. Nhưng mà lúc bình thường thì cái đó nó không mấy gì xảy ra. Cho nên trở về, tu là gì? Tu là một sự trở về. Trở về để nhận diện. Sáng hôm qua có mấy em trẻ lên chùa thì xin nghỉ lại một đêm. Thì sáng trước khi chia tay, trong buổi ăn sáng, thì Pháp Hòa ngồi, Pháp Hòa cũng có vài lời với các em. Tại vì các em nói tiếng Anh thì nó đi theo ba mẹ thì không có cái cơ hội nào để mình bắt lời, mình mở lời, mình nói. Tự nhiên mình kêu nó lại, mình dạy nó giống như là mình lecture nó vậy thì không nên. Cho nên nhân cái buổi ăn sáng trước khi chia tay thì Pháp Hòa giả bộ là giới thiệu trung tâm. Tôi mở cái Tây Thiên này là mục đích là để cho mọi người trở về đây tu học. Rồi bắt đầu mình mới dùng cái chữ trở về để tu học mình nói. Con người ai cũng cần có những lúc quay trở về với chính mình. Tại vì nhiều khi mình sống mình không biết mình thì mình không biết được ai hết. Cho nên việc đầu tiên là mình phải biết mình. Thí dụ quý vị hôm nào trong người mình không khỏe, nói sao tôi nghe trong người không có khỏe. Tôi thấy chỗ này nó đau, tôi thấy chỗ kia nó nhức. Tôi thấy tim tôi bữa nay nó mệt. Mình phải thấy được cái sức khỏe của mình nó đang diễn biến. Thì chúng ta cũng thấy được cái tâm mình nó đang diễn biến mỗi ngày, vui buồn thương ghét, để làm gì? Để chúng ta điều chỉnh nó thôi, chứ không có gì hết đó. Tại vì con người mình mà không điều chỉnh coi, có khi vui quá trời, có khi nóng quá mức, có khi giận muốn chết, thành thử ra lâu ngày nó thành ra người không bình thường. Mình không bình thường nhưng mình thấy ai cũng bất thường hết đó, mà chính mình cũng không bình thường. Nếu mình bình thường á là người kia có không bình thường mình vẫn bình thường, và đa phần là mình sẽ không bình thường theo người ta. Người ta không chào mình cái mình không chào lại, người ta nói mình cái mình nói lại, người ta làm cái gì thì mình sẽ làm lại. Tại sao? Vì mình nghĩ rằng cái đó là cái cách mình đáp trả. Nhưng mà mình gặp người khác mình sẽ quảng cáo cái anh đó không có bình thường, vui buồn bất thường lắm, bữa tôi ghét tôi đâu có chào. Vậy thì mình cũng không bình thường theo cái không bất thường của người ta. Cho nên có vị gặp Lục Tổ Huệ Năng, hỏi ngài Huệ Năng: thưa ngài,
đạo là gì? Đó. Thì về ngài Lục Tổ Huệ Năng mới trả lời: tâm bình thường là đạo. Chỉ cần giữ được cái tâm bình thường là mình đang sống với đạo. Giữ được tâm bình thường là mình đang sống với đạo. Đạo đây là gì? Cái đạo lý để mình sống, chứ không phải đạo cái tôn giáo mà theo chúng ta hiểu. Đâu phải quý vị vô chùa không, vô chùa mới thấy đạo đó, rồi qua ngoài mình không có đạo gì hết. Mình cũng có đạo làm người, đạo làm con, đạo làm anh, làm chị, đi ra đường gặp bất cứ ai, thậm chí ngồi chung xe đi một chuyến đi chơi, chúng ta cũng phải có cái đạo đối với nhau. Vì cái đạo đó là gì? Đó là đạo lý. Mà người có đạo lý mà sống á, thì người ta thường nói sao? Anh đó ở đời có đạo đức lắm. Tại sống mà biết không? Biết cái đạo đường nào để mình đi. Hồi nhỏ Pháp Hòa dạy mấy chú tiểu á, khi nào người lớn ngồi, con muốn đi ngang thì con phải tìm đường đi phía sau. Mà lỡ không còn đường để đi mà buộc lòng mình phải đi ngang mặt người lớn, thì cái cách của mình là cúi đầu xuống. Mình chỉ cần khom cái đầu mình xuống là người ta hiểu rằng mình đang cung kính, muốn đi qua, nhưng mà mình không còn đường. Người ta chỉ cần nhìn cái cách mình cúi đầu, mình đi ngang thôi, người ta thấy được cái đạo lý và đạo đức ở nơi mình. Mình đứng đưa một cái dĩa, một cái ly nước cho ai nhưng mà xa quá mình đưa không tới, thì mình đành phải đưa một tay. Theo lẽ mình phải đưa hai tay, nhưng mà cái cánh tay trái này nè, mình vịn nó theo, mình vịn nó theo cái cánh tay phải này để đưa cái ly nước tới, thì người khác người ta sẽ cảm nhận rằng mình đang cố tình đưa hai tay, nhưng vì xa quá buộc lòng đưa một tay, nhưng mình nương cái tay này vào đây để nói lên cái tâm cung kính của mình. Nó thể hiện hết trong đời sống của mình. Khách đến nhà mình tôn trọng khách, mình sẽ dọn dẹp sạch sẽ, lau bàn, thì để cho người khách ngồi xuống và người khách cảm thấy rằng mình có sự kính trọng. Tu ở chỗ đó thôi. Cho nên có nhiều vị người ta mới lên chùa, ta nói với quý thầy: lúc này con bận quá, con không có tu được. Nghe cũng có lý phải không? Tại vì họ nghĩ tu là ở đâu? Tối lên tụng thời kinh đó. Vậy thì chỉ có thời kinh đó tu sao? Rồi suốt ngày mình sống với nhau mình không tu sao? Mình ăn chung mâm, mình nói chuyện, mình làm việc chung, mình thiếu tu là khổ hết. Khổ mình và khổ người. Cho nên cái tu của nhà Phật á, nó không phải ở trong một thời kinh. Điều đó đúng, không có sai. Nhưng chưa đủ. Cái thời kinh đó là cái thời chúng ta ôn tập và tiếp nhận những cái chất liệu để chuẩn bị mỗi ngày mai ra sống với đời. Tất cả những lời kinh tối hôm qua đó nó phải được thể hiện trong cuộc sống. Cho nên tụng kinh của Phật giáo đó, là để mình tiếp nhận những cái lời dạy, rồi chúng ta ứng dụng trong đời sống để thể hiện tinh thần của Phật tử là chúng ta tu. Tu như thế nào mà bản thân mình hạnh phúc, người thân mình có vui với cái tu của mình, cái cách sống của mình. Nói đơn giản là cách sống. Thì có một vị thái tử, một vương tử mời Đức Phật về dùng cơm trưa. Sau khi mà dùng trưa rồi á, thì thông thường á, khi mà Đức trong Phật giáo đó, người cư sĩ mà thỉnh chư tăng đến nhà dùng trưa, thì dùng bữa cơm xong thì chư tăng sẽ đáp lại bằng một cái thời pháp để gọi là đền ơn mà ngày hôm nay các vị đã đãi cơm mình. Thì các vị vị vương tử đó mới hỏi Đức Phật: làm thế nào để mà có được một cái đời an trú trong cái đời sống phạm hạnh? Chữ phạm hạnh là gì? Phạm hạnh là cái hạnh thanh tịnh. Thí dụ như các thầy tu, các thầy có cái phạm vi của người tu, và các thầy phải sống làm sao ở trong cái phạm vi của mình. Ví dụ một người tu thì không thể nào đi đến quán rượu hay là ngồi ngoài đường
hút một điếu thuốc với một người cư sĩ, thì người đời ta nhìn nó bình thường. Nhưng nếu người ta đi ngang, người ta thấy vị đó cạo đầu, mặc áo tu mà ngồi như vậy thì người ta quánh giá. Ta nói thầy này không có phạm hạnh, tức là vị thầy này đời sống không có được thanh tịnh. Thì người cư sĩ có thể sống phạm hạnh được không? Được. Nếu quý vị đã là những người còn chưa đi xuất gia, quý vị ở nhà, quý vị có gia đình, quý vị cũng sống phạm hạnh trong cái phạm vi của gia đình mình. Chữ phạm này là gì? Là phạm thiên, là cõi trời. Brahma. Chữ chữ phạm này là nói đúng ra là phạm thiên, và tiếng Phạn gọi là Brahma. Và hạnh là cái action và cái cách sống. Và người Ấn Độ họ tin rằng á, cõi trời là cõi an vui thanh tịnh, cho nên người nào mà sống cái hạnh của cõi phạm thiên là gọi là phạm hạnh. Thì bây giờ quý vị thấy một người có gia đình sống đúng đạo lý của một người đã có gia đình, thì chúng ta gọi người đó là anh đã phạm hạnh tốt. Có vợ có chồng rồi, có con rồi, biết lo cho con, biết lo cho gia đình, không có vi phạm những cái gì quá đáng mà một cái người đã có gia đình không nên làm. Cái người buôn bán cũng có phạm hạnh của người buôn bán. Mình bán mình phải chân thật, mình phải nói đúng đắn. Vậy thì trong cuộc sống của chúng ta ai cũng có cái phạm hạnh của mình hết, chứ không phải chỉ có người xuất gia. Người xuất gia phải có phạm hạnh của người xuất gia là phải rồi. Vậy thì tại sao chúng ta phải có cái lễ cưới? Cái lễ cưới là để xác định kể từ giây phút này anh là người lãnh trách nhiệm, có một mái gia đình, đã có là người có vợ có chồng, chứ phải có lễ cưới. Và nhà chùa hay là Phật giáo làm cái lễ cưới cho đôi nam nữ Phật tử đó thì nhà Phật gọi lễ hằng thuận. Hằng thuận là gì? Chữ hằng thuận nghĩa là thường thuận theo những cái gì mà thế gian người ta sống như vậy. Pháp Hòa ví dụ, con mình thương nhau, hai người thương nhau, bây giờ nó dứt khoát rồi, mình không cho nó cũng đám cưới, thì tại sao mình không cho nó đám cưới? Đen chi? Để nó trở về với mình, nó nhận mình, nó biết tiếp nhận mình là người lớn, để làm lễ cưới cho nó. Thì mình làm đám cưới gì đi? Có cơ hội nhắc nhở, mai mốt các con sống không đúng, má có quyền lên tiếng. Tại ngày xưa má cưới vợ cho con, ngày xưa má cưới con cho con của má. Thành thử ra mình là người lớn, mình đứng ra mình làm cái vai trò đó, thì cái người đó sẽ hướng về mình khi họ có sai mình dạy được. Thường thường mà mình coi thường con dâu đi, mình không cưới dâu, mai mốt mình nói nó không nghe, nó nói đó má đâu có cưới con. Thành thử ra mình cưới con á, cưới con dâu á, là để mình thuận theo cái điều muốn của con mình, và mình thuận theo cái pháp của thế gian là trai trai lớn có vợ, gái lớn có chồng. Thậm chí Việt Nam mình có cái bài hát trời mưa lâm râm, cây trăm có trái, con gái có chồng, đàn ông có vợ, đàn bà có con. Hồi nhỏ hát hay hát cái bài đó. Thì có nhiều vị sẽ quan niệm là Phật giáo là đạo giải thoát, dạy cho con người sống giải thoát thanh tịnh, tại sao lại có làm lễ cưới? Vậy thì cái lễ cưới của Phật giáo là hằng thuận. Tại vì cái tinh thần của Bồ Tát là thuận theo cái tâm nguyện của chúng sanh. Cho nên á, ở trong 10 hạnh của Đức Phổ Hiền có cái hạnh thứ 9, cửu giả hằng thuận chúng sanh. Nguyện thứ 9 là thường xuyên tùy theo cái thuận, cái điều mong mỏi của chúng sanh. Cho nên á, trong tiếng Hán á, hiếu là phải thuận, hiếu là phải thuận. Pháp Hòa ví dụ, trong năm cách trả hiếu cho cha mẹ nha, trong đó có một cách là anh em sống hòa thuận với nhau, không gây gổ, không hiềm khích,
là một trong năm phương pháp trả hiếu cho cha mẹ ngoài phụng dưỡng. Có nhiều người á, người ta nuôi cha nuôi mẹ cho chăm sóc ăn uống, cái đó là dưỡng thôi, rồi nghe lời cha mẹ gọi là kính. Nhưng mà trong trong cuộc sống hàng ngày nó đâu chỉ phải dưỡng không, mà nếu mình không thuận, thành thử trong chùa cũng vậy. Ví dụ bây giờ trong chùa có 20 người đệ tử, mà 20 người đệ tử đó đều thương thầy, nhưng mà họ không thuận với nhau. Thầy A ghét thầy B, sư cô C ghét sư cô D, thì cái này nó thuộc chưa có trọn hiếu. Tại vì trong hiếu nó phải thuận, cho nên người người chiến Hán mới gọi cái từ là hiếu thuận. Hiếu là phải thuận. Mà thuận là thuận cái gì? Thuận theo để mọi việc được yên ấm, thuận theo cái tâm nguyện của chúng sanh. Chùa liên lạc với Pháp Hòa nói: thầy ơi, nghe tin thầy xuống vùng này có Phật sự, thôi thì tối thứ sáu thầy dành cho Phật tử ở chùa một buổi. Pháp Hòa thuận liền. Tại sao? Thứ nhất, mình có thể sắp xếp được. Thứ hai nữa, người ta đâu có đòi gì, là phải chỉ tới nói: thầy ơi, thầy rảnh không? Tối thứ sáu này chùa tổ chức bạc ti. Lên. Cái đó mình không thuận, tại vì nó không phải của mình. Mà người ta có ham tu, người ta ham nghe pháp, mình thuận. Cho nên hồi nhỏ có nhiều em nó thích đi chùa mà cha mẹ đâu cho. Nít biết gì tu. À, chỗ thanh tịnh lên làm sùm. Cái cuối cùng nó 13 tuổi có đi hoài, nó sao con không về chùa. Nó tại hồi nhỏ con đi má không thuận. Thì bây giờ con không chịu. Cho nên mình, cho nên cái chữ thuận á, không có nghĩa là chúng sanh biểu gì mình làm đấy. Chữ thuận ở đây là nếu mà họ có cái nhu cầu chính đáng, hợp tình, hợp lý, và mình có thể đáp ứng được, mình thuận. Tại vì đó là tâm nguyện của chúng sanh. Cho nên á, quý vị biết tại sao hôm trước tôi có giảng cái bài này rồi, cái ý nghĩa của tượng hộ pháp. Quý vị nhớ là chúng ta thường gọi Ngài là hộ pháp, nghĩa là nếu chúng ta sống đúng với chánh pháp người ta mới hộ nha. Mình không có sống đúng chánh pháp thì các ngài không hộ mình bao giờ. Tại vì chuyên, nghĩa là chuyên, cái chuyên cần của các ngài, cái việc làm của các ngài là hộ pháp chứ không hộ cái khác. Nếu mà một ngôi chùa mà không tu thì lấy gì thì ngài hộ, tại vì ngài hộ pháp mà trong chùa không có pháp. Cho nên người phải tu, mà muốn tu thì phải có nương tựa cái giáo pháp. Mà muốn nương tựa giáo pháp thì cái người đó phải có cái gì? Phải có cái niềm tin bất hoại. Mình muốn an trụ trong phạm hạnh mà tốt, phải có niềm tin cứng, vững chắc. Đức Phật trả lời cho vị vương tử đó: người muốn an trụ phạm hạnh, nghĩa là đi thẳng một con đường mà không bao giờ lệch lạc, thì trước hết người đó phải có được cái tâm, cái niềm tin vững chắc. Ngoài tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin Tam Bảo đó, tin giới, có một cái chúng ta cần tin là tin chính mình. Mình tin rằng mình có thể làm được. Cho nên á, ở trên tu viện Tây Thiên mình có làm tượng Đức Quan Âm ba mặt, ba thân: Bi, Trí, Dũng. Mà dũng là gì? Dũng là sự vững chãi. Bi, trí là phải có. Nhưng mà cuộc sống không có dũng thì chúng ta sẽ dễ dàng bỏ cuộc khi những cái chướng ngại nó đến với mình. Ví dụ như quý vị lái xe từ Saskatoon lên Edmonton, hay là ngược lại là khoảng 5 tiếng. Nhưng nếu mà đường nắng trong, mình có thể lái nhanh. Nhưng bây giờ mình đang lỡ trên đường đi rồi, hay là mục đích mình đặt đến là mình phải đến đó, thì mình đi sao? Đi chậm lại. Tại vì mình ý thức trời đang mưa hay là đang bão tuyết, chúng ta đi chậm lại mà vẫn đi. Cái niềm tin của chúng ta cũng phải thế. Dù cuộc đời có sóng gió nó ngăn cản, chúng ta không thể đi nhanh như ý mình, nhưng mà rồi chúng ta cũng phải từng bước lần lượt mà đi. Cho nên ngày xưa có một cái người đệ tử đi theo hầu thầy, mà đi
quá rồi ông mệt ông đòi đi về. Cái người thầy mới hỏi: con có thương thầy không? Dạ con thương thầy. Và con có muốn mình tiếp tục không? Thầy chỉ yêu cầu con một việc thôi, một ngày con đi một bước thôi được không? Dạ được. Thầy biểu con đi vài ngàn bước một ngày con không đi, chứ giờ một bước con đi. Thì ông thầy mới nói: ngày hôm nay thứ hai phải không, bước một bước, rồi con nằm đó con ngủ nguyên ngày, thì mai thứ ba con bước một bước. Một tháng sau thì con cũng cũng tới, thay vì đi con tuần tới à, mà con đi một tháng con mới tới. Thì ông thầy cuối cùng tới rồi, ông thầy chỉ nói một câu thôi: muôn việc thành tựu chỉ nhờ mỗi bước đi. Nhưng mà thật sự quý vị cứ để cho chúng ta nói: ô đi tới đó chừng 100 bước, nhưng nếu chúng ta không có một bước này thì làm gì có một bước kế, phải không? Cho nên làm việc gì người Việt Nam nói sao, thôi từng bước mà làm. Đâu có ai nói nhảy một lần 10 bước đâu. Thấy ai mà làm không xong việc gì nữa, thôi làm từng bước. Tại vì chính từng bước nó vững chắc. Thì Phật tử cũng thế, Phật tử cũng vậy. Chúng ta phải có niềm tin vững chắc ở nơi Phật. Nhưng mà tin Phật không phải thần thánh. Người Phật tử không nên tin Phật là thần thánh, mà chỉ tin rằng Đức Phật là một người thầy giác ngộ. Tại vì thần thánh là ban phước, nhưng mà có cúng kiến thì thần thánh mới ban phước. Còn người thầy mà dẫn dắt thì không có đòi hỏi, con muốn đi thầy dẫn đường thôi. Cho nên con muốn đường đi, thầy chỉ cho con đường đi, khỏe hơn, không có điều kiện. Cho nên Đức Phật là người thầy dẫn đường, chứ Phật không phải là thần thánh. Con đường nào sai Phật nói trước. Cho nên Phật dạy mình nhân quả đó. Để chi? Thấy cái quả mà sợ cái nhân. Chỗ đó địa ngục đó, đi đây đường này tới địa ngục nè, thôi né đường này đi, làm này là kết quả nó vậy nè. Cho nên Phật nói nhân quả không phải để hù dọa mình, mà để cho chúng ta thấy cái quả mà phải tránh cái nhân. Tại vì con người chúng ta là phần nhiều tạo nhân, nhưng mà không thích hưởng quả. Lúc tạo thì bất biết bất kể, nhưng mà tới quả nó đến thì sợ. Cho nên Phật chỉ: thứ nhất là tin Phật là người thầy, thứ hai là tin pháp, là tin lời dạy của Phật. Mà lời dạy của Phật có khả năng gì? Có khả năng cứu khổ cho vui. Hay nói cách khác là lời Phật có đầy đủ từ bi trí tuệ, thương yêu hiểu biết. Trong cuộc sống của chúng ta ai cũng cần thương, thí dụ Pháp Hòa cũng cần quý vị thương. Nhưng mà ngược lại Pháp Hòa cũng cần người để Pháp Hòa thương. Mình cũng vậy thôi, tự nhiên lớn lên đi kiếm người để mình yêu. Yêu bộ sướng làm sao? Phải chiều chuộng, phải đưa rước, phải giận, phải mua bông tặng, đủ thứ hết. Ngày không nhắn tin buồn liền, nay bên nay làm gì cũng nhắn tin. Vậy mà cũng phải đi kiếm người để mình thương. Nhưng mà nếu chúng ta không hiểu được người đó, chúng ta thương càng nhiều thì người đó sẽ càng bị thương. Và một ngày nào đó người đó chịu hết nổi với cái cách thương của mình, người đó sẽ phản bác trở lại, chừng đó chúng ta bị tổn thương. Cho nên Phật dạy mình đó, thương nhưng mà phải có một cái chất làm cho tình thương mình nó viên mãn, đó là hiểu. Không hiểu thì không thể thương. Ví dụ Pháp, quý vị biết á, quý vị biết là thầy Pháp Hòa thích nước nóng, không thích nước lạnh. Không, trời này nóng lắm, phải cho thầy uống nước lạnh. Ví dụ vậy. Hoặc là mùa đông quý vị nói không, mùa đông uống nước lạnh mát. Càng thương càng khổ, tại vì thầy không muốn được. Ví dụ vậy đi. Cho mình thương, mình hiểu cái người đó cần cái gì, muốn cái gì, thì mình đem một dù một chút thôi người đó vẫn thích. Coi khi nào mình đang đói bụng, ai cho mình cái bánh, mình nói sao trời ơi buồn ngủ gặp chiếu manh. Hoặc là mình đang ăn một cái món gì đó mà người đó biết mình thích cái mày, thí dụ mình thích ớt đi, người đó thấy mình ngồi xuống ăn cái trời ơi sao chị hiểu tôi quá. Cuộc sống nhiều khi vui chỉ có trái ớt thôi à, có cọng ngò, có miếng tiêu, mình ăn cháo mà thích có gừng, người ta mang tới cho mình vui ghê vậy đó, người đó hiểu mình. Thành thử ra mình thương là cái việc cần có trong cuộc sống, nhưng hiểu biết. Cho nên đó, Đức Phật Thích Ca ngồi ở giữa,
Bồ Tát Văn Thù ngồi bên cầm cây kiếm, nó trời tu hành gì mà còn cầm gươm cầm kiếm. Cây kiếm đó là tượng trưng cho trí tuệ, là hiểu biết, đủ khả năng chặt đứt mọi cái hiểu lầm, mọi cái phiền não. Mà tại sao Bồ Tát ngồi trên những con thú? Quý vị thấy thấy á, Văn Thù ngồi trên con sư tử, Phổ Hiền ngồi trên con voi, Quan Âm đi trên con cá, Địa Tạng ngồi trên con đế thính. Tại sao Bồ Tát ngồi trên những con thú đó? Tại vì những con thú đó là biểu tượng cho sức mạnh. Nó là biểu tượng người có trí, sức mạnh của trí tuệ nó vượt tất cả mọi khó khăn. Vì vậy mà Đức Quan Âm á, người ta vẽ hình Đức Quan Âm là tướng của người nữ, chứ thật Đức Quan Âm đâu phải người nữ. Đức Quan Âm là một nam nhân, một người nam, một thái tử mà. Nhưng mà tại sao bây giờ là Tàu, là Trung Quốc với là Việt Nam là thờ Đức Quan Âm bằng hình tướng người nữ? Tại mình vẽ ra. Người Trung Hoa và người Việt Nam vẽ Đức Quan Âm thành hình nữ là bởi biểu tượng cho hạnh từ bi. Vì Đức Quan Âm tu hạnh từ bi, cho nên các vị mới lấy cái hạnh từ bi đó phát họa ra một Bồ Tát với tướng nữ, biểu tượng cho người mẹ thương chúng sanh, người mẹ thương con. Chứ quý vị đi qua bên Tây Tạng, đi qua bên Hàn Quốc thì quý vị ngạc nhiên, ủa sao Bồ Tát Quan Âm là nữ mà trong chùa này thờ là nam không vậy? Mình nghĩ người ta thờ trật. Thưa, cái vấn đề không phải trật hay đúng, nhưng mà là biểu tượng. Vậy thì cái tướng người nữ là biểu tượng cho từ bi, tình thương. Thế thì chúng ta cũng vậy thôi. Trong cuộc sống có phải là mình đem này kia ta để biểu tượng lòng mình không? Khách tới nhà mình rót một ly trà để biểu tượng sự hiếu khách. Chuẩn bị cho người ta chỗ ăn, chỗ nghỉ, giảm được cái tâm tư đi sát hại, mặc dù vẫn còn ăn, nhưng mà cái tâm khởi sát trong quá trình mình câu cá là cái tâm sát mình nó có mặt, mong cho con cá dính câu. Thành thử ra mình thả cái cần câu xuống là mình muốn cho một con cá nào đó nó mắc câu vào. Mà thưa đại chúng, một con cá mà nó mắc cái câu của mình đó, cái miệng nó đau lắm. Mình kéo nó lên xong rồi mình lấy ra, tưởng sao làm cho cả giỏ vậy đó, chở đi phát từ nhà đó, tôi mới đi câu về không ăn tìm cho. Thành thử là lấy lòng người ta bằng cách là lấy tội của mình, tạo tội tạo nghiệp để mình đi tặng cho người khác những cái món ăn đâu cần thiết. Tức là mình ở đây là chúng ta giảm. Thậm chí các vị mà đang hút thuốc đi, bây giờ ý thức rồi, tại sao mấy chục năm nay mình không có thương lá phổi mình vậy? Mình cứ để phổi mình nó nám miết à, một ngày cả gói thuốc. Bây giờ rốt cuộc nó nhìn mình là một cái ống khói, giết cái lá phổi của mình không biết thương phổi mình. Khi mà mình ho sặc sụa rồi đó là lá phổi mình nó biểu tình rồi đó. Thì mình bỏ đi thuốc á là mình đã nói với lá phổi mình, tôi nghe rồi, tôi nghe anh đang nói với tôi rồi, anh sắp biểu tình. Nhưng mình cố tình, hoặc là mình nói không chết chịu chứ còn không bỏ, ok nó sẽ nói được rồi, tôi cho anh biết tay. Thì mình sẽ bị một cái chứng bệnh rất nặng về phổi, chẳng hạn như ung thư. Gan cũng vậy, bất cứ một cơ thể nào nó làm việc cho mình suốt nha, chưa bao giờ đòi hỏi. Nhưng mình chưa bao giờ biết trả ơn cơ thể mình bằng một cái hành động thiện lành. Mình chưa tống vô trong người mình bao nhiêu là cái độc tố. Chẳng hạn như có những món ăn mình biết độc, ăn vô là bệnh, nhưng mà tại thèm quá chịu không nói. Cho nên cái miệng kiện cái thân là vậy. Vừa nuốt qua khỏi cổ là thân nó báo động liền, nó không chịu. Cho nên nhiều khi á, cái hành động rất chuyện đơn giản nhất là mình biết thương mình thôi. Cho nên ở đời này cái ác pháp là gì? Ác pháp là những hành động nào, lời nói nào mà tổn hại đến người đều là gọi là ác. Không phải cần giết người ta, làm cho người ta khổ cũng gọi là ác pháp. Cho nên hồi xưa người ta có dạy câu này nè: chung thân hành thiện, thiện do bất túc, nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư.
Cả đời làm lành, lành vẫn không đủ. Một ngày làm ác, ác tự đã dư. Pháp Hòa đưa một ví dụ. Cái chùa này, chúng ta biết bao nhiêu công sức, bao nhiêu ngày tháng miệt mài để xây dựng cái ngôi chùa này. Phải không? Chung thân hành thiện mà. Cả đời làm lành, dành dụm để tạo nên được cơ sở này. Nhưng ví dụ ai đó ác tâm thôi, hay là sơ ý thôi, lửa củi không cẩn thận, chỉ một ngọn lửa thôi, chỉ một ngọn lửa trong vòng 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ, cây này nó cháy rụi. Cho nên chung thân hành thiện, thiện không đủ. Mình xây dựng một cái hạnh phúc, đeo đuổi người đó, làm mọi cách để cưới được người đó, hạnh phúc xây dựng. Nhưng chỉ cần một lời nói, một hành động thiếu suy nghĩ của mình, hạnh phúc sẽ tan vỡ ngay tức khắc. Cho nên trong những cái bữa lễ thành hôn của những em, những đôi nam nữ Phật tử, Pháp Hòa thường hay nói: các vị hôm nay làm gì? Xây dựng hạnh phúc phải không? Cho là mình xây dựng hạnh phúc thành đi. Nhưng đừng để cái công trình xây dựng này nằm yên đó mà không có cái sự gia tâm chăm sóc và maintenance nó. Một cái ngôi nhà mình xây xong rồi phải vẫn maintenance mà, hàng năm là phải làm đủ thứ để giữ nó mà. Hạnh phúc cũng như thế. Hạnh phúc mà không bồi, không dưỡng coi, hạnh phúc nhạt nhòa. Vợ chồng sống nhau mấy mươi năm không cần biết, vẫn phải tô bồi hoài cái hạnh phúc. Vì sao? Vì mỗi người chúng ta là một cái hoa, một cái cây, cần được tưới tẩm chăm sóc. Có lúc phải đem ra nắng, có lúc phải tỉa những lá héo, có lúc phải rút xuống những cái hoa khô, có lúc phải lau cái lá nó, phải lúc phải chuyển cái chậu để cho cái cây nó đều đặn, nó mọc. Mình trồng một cọng rau, thấy sao nó ốm nhôm mà nó không lên, phải ngắt trên đầu, trên đọt gì đó, phải tìm hiểu về loài hoa đó. Ai thích trồng lan, người ta thường gọi là chơi lan, là phải hiểu lan nó cần cái gì thì mới giữ cái bình lan lâu được. Pháp Hòa thấy thỉnh thoảng có những vị người ta trồng lan, người ta lấy một cái ít nước đá, người ta đắp vào cái cây lan để cho mát dịu và làm cho cái nước nó tan ở trong lan. Lan không cần nước nhiều, nhưng mà phải biết cách chăm sóc, lan nó mới giữ lâu được. Mình thích chơi lan mà không hiểu cái tính cách của lan, mà lan nó cũng nhiều loại nữa phải không? Cho nên bất cứ loài hoa nào mình trồng, mình phải biết về nó. Cho nên khi mình ra chợ, mình mua bình hoa lan, mình cây mua cây về trồng, nó hay có cái tờ giấy gắn cái cây đó, chỉ cho mình cách trồng, cách chăm sóc, cách dưỡng. Cây mà còn vậy, huống chi con người. Mà cái cây á, mà mình không chăm sóc nó không nói gì hết, nó chỉ héo dần, héo mòn tới chết rồi. Con người mình không chăm sóc, nó la quải quải rồi con người rắc rối hơn. Rồi con người giống như hoa vậy đó. Nhưng mà cái hoa là nó không nói vậy đó. Mình không chăm sóc thì bất quá là nó từ từ nó héo rồi nó đi thôi. Còn một con người mà trước khi họ đi là họ phải sao? Họ đánh một trận, phải có một trận bão, rồi cuốn hết gì đó, xé sổ, xé giấy vậy đó. Rồi mới nói chuyện tính sao. Cho nên á, Pháp Hòa thường hay nói, người ta hay nói vậy, cái người đó ác lắm, giết nó đi. Nhưng mà thưa đại chúng á, giết cái người ác không bằng giết cái pháp ác. Tại vì cái pháp á, nó mới làm hư con người, chứ chính bản thân con người đâu có ác. Bản thân mình sanh ra là mình bình thường, mà tại mình sống gần gũi với ai mình mới lây cái đó. Hồi nhỏ mình không biết chửi thề, nhưng mà đi chung với đám bạn, đứa nào nó cũng biết chửi, mình cũng chửi nghe nó quê quá. Chửi cho nó có anh hùng, thật sự nguyên một nhóm anh hùng, thí dụ vậy. Cho nên con người là ảnh hưởng bởi cái môi trường, bởi cái pháp. Mà mình á, tại sao mình phải đi chùa, tại sao mình phải đi nghe pháp, là tại vì mình muốn dần dần xa cái pháp ác. Cho nên chùa được định nghĩa là gì? Chùa là gì? Chùa là nơi gần cái thiện, xa cái xấu. Nghĩa là chữ chùa. Tự á, chánh tâm tự, tiếng Việt gọi là chùa, tiếng Hán gọi là tự, tiếng Phạn gọi là vihara. Và cái nghĩa của nó là gì? Là nơi xa cái ác, gần cái thiện. Vậy thì một con người mình là một ngôi chùa đây. Mình giống như một ông trụ trì vậy đó.
không, rồi các phiền não là đệ tử của mình, mắt tai mũi miệng là đệ tử của mình, mà hãy dạy nó tu cái nó lời nói lời tu, nhìn cái nó tu, mình dạy nó bậy là nó nói bậy, nó nhìn bậy. Cho nên mấy đứa đệ tử này nó đệ tử của mình, mình dạy nó đúng cái đệ tử nó ra nó hành đúng. Nó thấy ai tới chùa nó chắp tay dạ chào anh mới tới, mà anh vô lễ Phật, anh ăn gì chưa, mời anh xuống ăn. Còn mà không dạy nó đàng hoàng đi đâu đây, giờ này không phải mùng một rằm đi đại chi. Rồi cái lỡ rồi ta lỡ bộ ta vô ta nói dạ tôi vô đây một lần thôi. Tại tôi gặp trụ trì tôi sợ quá. Tại sao mình nhớ mình là trụ trì, bản thân mình là một trụ trì, và chúng ta có sáu đứa đệ tử: mắt, tai, mũi, miệng, thân. Hễ mình dạy nó đúng là cái tâm mình á, tâm mình thiện, dạy nó thiện, nói lời thiện, nhìn người ta bằng thiện, không có nhìn người ta bằng phán xét, không có nhìn người ta bằng cái sự soi mói, không có những cái hành động lời nói thô thiển. Mình xin lỗi, mình mở nhà hàng cũng muốn người ta vô ăn chứ. Thí dụ như mình mở nhà hàng mà khách vô hỏi vô làm chi, khách trả lời sao? Dạ không, tôi vô đi làm mà. Mình mở nhà hàng thì người ta tới ăn, mình mở chùa là người ta vô ta làm gì? Ta lễ Phật, phải không? Cho nên cái vị mình là một người chủ đang dạy cho các đệ tử của mình, mà nó là đệ tử của mình, một ngày nó thuần thục rồi đó, không cần tu mà nó như tu. Cho nên trong kinh Kim Cang á có cái câu này nè: độ vô lượng vô số chúng sanh vào cái cõi vô dư niết bàn mà không có thấy chúng sanh nào được độ. Trước hết là chúng sanh nào? Chính là cái những cái phiền não của chúng ta đây. Chúng ta độ nó mỗi ngày mà không bao giờ chúng ta tính sổ đâu. Mà thường thường là mình, thí dụ mình giúp mình cho mình ăn, không bao giờ mình đếm đó. Mình cho người khác ăn là mình đếm nha. Tôi cho nó ăn 3 ngày rồi đó, mà nó chưa cho, tôi chưa cho tôi ăn bữa nào. Nó về đây 1 tháng tôi mời nó đủ 30 ngày, nó chưa mời tôi bữa nào đó. Nhưng mà mình cho mình ăn là không bao giờ mình thấy, phải không? Cho nên á, cái ác pháp là cái hoàn cảnh. Pháp Hòa hay đưa một cái ví dụ. Đây, quý vị thấy cái bình này nó trong phải không? Nếu mà bình này á để yên như vậy là bao nhiêu ngày nữa nước này sẽ đục? Giỏi lắm là 2 ngày thôi là nước này bắt đầu nó đục và nó hôi lên. Như vậy sở dĩ nước này nó hôi và nó đục là tại vì mình lấy hoa mình cắm vào đây. Nhưng nếu cái bình này chỉ múc một, chỉ là một cái bình nước để trên này mà không có một cái hoa nào vô đây hết, thì cái bình này nó có hôi có thối gì không? Không. Vậy thì cái bình này là môi trường, mình là cái hoa này. Mình đến tới môi trường nào coi chừng mình làm cái môi trường đó bị ô nhiễm, vì cái tâm của chúng ta chưa chuyển hóa. Cho nên cái cảnh được, cái tâm mà chuyển thì cảnh sẽ chuyển. Tâm tịnh là cõi tịnh. Cái lòng mà vui á, quý vị ngồi đâu cũng vui hết á, ăn gì cũng ngon hết phải không? Mà không vui rồi á, ngồi ghế nệm cũng không thích, ăn cơm ngon cũng chẳng muốn tới, tại vì chỗ đó không vui. Chỗ nào mà vui ở đâu cũng tới. Quý vị biết Pháp Hòa qua Mỹ có những cái hội trường người ta tổ chức 1.000 ghế, 1.500 ghế hết chỗ. Phật tử phone vô: xin ban tổ chức cho tụi tôi ngồi dưới đất cũng được nữa, tụi tôi ngồi ở cánh núp ở cánh cửa cũng được, miễn làm sao được đứng ở trong cái chỗ đó để nghe được một bài pháp. Tại sao mình muốn tới là vui? Chứ bình thường tại sao mình chỗ đó nhà cao cửa rộng mình không tới? Cái tâm vui. Cho nên mình làm sao mình chuyển được cái tâm của mình. Mà muốn chuyển tâm thì chỉ có pháp, nghe Phật pháp để thanh lọc. Tại vì mình nghe Phật pháp rồi mình biết cái nào sai mình bỏ, cái nào đúng mình hành. Sẵn đây Pháp Hòa cũng nói, Đức Phật cũng dạy, người nào muốn được cái như vậy đó là cái người đó phải có trí tuệ để thấy được các pháp. Thì có cái ông đó, ông tới ông gặp Phật. Ông hỏi bạch Đức Thế Tôn, có phải là giáo pháp của Ngài để giúp cho con người hết khổ không? Đức Phật nói không. Ông ngạc nhiên vô cùng, hồi nào giờ tôi nghe nói là giáo pháp của Ngài á là hiểu được tứ diệu đế để mà hết khổ,
Vậy thì như cái việc này như thế nào? Tại sao Ngài nói là không? Đức Phật nói, cái giáo pháp của tôi các vị mà tu á, là để các vị thấy khổ, biết khổ, quán khổ, chứng khổ. Người nào mà chứng được cái khổ rồi còn khổ không? Không. Cho nên nói không khổ mà thật sự là có không hết khổ. Nhưng cái chữ không hết khổ không phải chỉ theo cái là hết khổ. Nếu anh không có thấy khổ, anh không biết khổ, anh không quán khổ, lấy gì anh hết khổ? Cho nên nói hết khổ vậy là hiểu lầm sao? Ủa, tôi theo đạo Phật tôi hết khổ à? Phải thấy cho được bản chất của thế gian khổ là cái gì, phải thấy nó và phải hiểu nó và phải có tư duy về nó, chừng đó mình mới liễu ngộ rốt ráo về nó mới hết khổ. Vậy thì Đức Phật cho mình hết khổ, dạy mình hết khổ, nhưng mà cái hết khổ là cái quả rốt cùng của cái sự tu tập. Thí dụ như mình nói là tôi theo đạo Phật có phước, nói vậy cũng được. Muốn có phước là phải làm phước, phải tích phước, phải biết xài phước, rồi phải biết tiết kiệm phước thì mới có phước. Cho thử bây giờ nè, muốn có tiền phải không, mà không biết giữ tiền, không biết xài tiền, không biết tiết kiệm, lấy gì có tiền? Đơn giản vậy thôi. Nói theo đạo Phật thì có tiền, không nói gì cũng được. Thí dụ vậy, cho nên Đức Phật nói rất rõ ràng. Anh muốn hết khổ không? Anh phải hiểu được bản chất của cuộc đời. Hiểu nó rồi á, thí dụ bây giờ nè, mình hiểu có thân là phải có già, có bệnh, có chết mới có biết nó thôi. Thấy bà cụ kia đó già đó, thấy bà cụ đó đi run run kêu già, nhưng mà già nó chưa tới mình. Nhưng mà nếu mình nhìn kỹ một chút á, mình có già, già hơn hồi mình 30 tuổi. Hồi nãy đạo hữu tới thăm Pháp Hòa, ông nói thầy ơi, năm nay con thấy rõ sức, mọi năm á con bưng cái đó vẫn bưng nổi nha, năm nay bưng xong ngồi thở muốn chết. Mình đâu phải 70 tuổi mới già, 50 tuổi già hơn 40 tuổi, 40 tuổi già hơn 30 tuổi. Cho nên á, mình phải hiểu nó, biết nó, hiểu nó, và có tư duy, có quán chiếu, chấp nhận, thực chứng, tự nhiên mọi cái việc đó nó đến không có khổ. Hồi nãy quý vị nói với Pháp Hòa, nhờ cái Covid này á, mà nó mở ra được cái chương trình á, Work from home. Rồi lớp nào là vừa là work from home nè, vừa có chương trình họp qua Zoom, làm việc qua mạng rồi vậy đi. Thì Pháp Hòa mới nói á, cái đó Đức Phật nói, cái này sanh là cái kia sanh, cái này diệt là cái kia diệt. Có khi một pháp diệt để cái pháp khác nó sanh. Đạo Phật là biết tùy thuận chúng sanh và hoàn cảnh. Đó là cái ý nghĩa, cái máy công của ngôi chùa. Chùa làm cái máy công để nói lên cái tinh thần gì? Cái tinh thần uyển chuyển của đạo Phật. Nếu mà các vị không đủ sức khỏe ngồi dưới đất nữa, mà hơn nữa đây không phải là một buổi lễ gì, nó chỉ là một buổi nghe pháp thôi, để ghế không có gì trở ngại. Thậm chí một cái đại lễ quý vị cũng có thể để ghế. Tuy nhiên vì vẫn giữ cái truyền thống, cho nên chúng ta giữ một khoảng giữa, thí dụ như bằng một cái tấm thảm bự bự, ai muốn lại Phật thì đến đó lại. Nhưng mà để cho mọi người có đủ sức khỏe, thoải mái tham dự cái lễ, không bị phân tâm, thì các vị có thể ngồi ghế, không có gì tội lỗi hết. Nói để như vậy sợ bất kính? Không, bất kính là tâm mình bất kính. Dù mình lại mà mình không kính cũng vậy thôi. Cho nên lễ nó có 7 cách lễ nè. Lễ Phật có 7 cách nha. Nếu mình quỳ trước Phật, mình lạy nhưng mà cái tâm mình không cung kính, cái đó gọi là cầu danh lễ. Thấy ra có người ta tới mình lạy thôi, chứ lòng mình đâu có muốn đâu. Mình muốn lạy cho người ta coi, ta thấy mình là Phật tử, có nhãn hiệu, đồ đại giá gì. Cái đó là cầu danh lễ. Còn nếu như á, ở trên em mình tin
trên chùa Trúc Lâm, có mấy cụ năm nay tám mấy tuổi, bây giờ đâu lại Phật nói nữa. Nhưng mà mỗi lần quý vị lên chánh điện, Pháp Hòa thấy rõ cái tâm lễ Phật của các vị. Quý vị biết quý vị lễ, quý bác ở lễ bằng cách nào không? Đưa cái người xuống hết sức theo cái khả năng sức khỏe của mình, rồi để cái đầu mình chừng mấy giây về đã mới ngước dậy. Nghĩa là thể hiện sự cung kính là con muốn lại Phật, nhưng sức con tới đây thôi. Đó là thân tâm cung kính lễ. Còn nếu Pháp Hòa bước ra, quý vị muốn Pháp Hòa chấm điểm, các vị sẽ miễn cưỡng quỳ xuống lại xong nằm bẹp, Pháp Hòa phải đứng dậy đỡ lên. Lần sau nó thôi bà ơi, bà làm ơn bà đừng lễ kiểu này con cực quá. Quý vị cứ nhẹ nhàng cái chuyện đó. Mình cung kính, mình tổ chức, nhưng mình có tuệ giác. Mình phải có tuệ giác mình đang làm cho ai. Cũng giống như Pháp Hòa tổ chức khóa tu cho mấy đứa nhỏ, chương trình nó hoàn toàn khác với người lớn. Người lớn là 5 giờ phải dậy nghe, mấy đứa nó 6 giờ mới dậy, 7 giờ nó ngồi thiền. Nó một ngày nó học chừng 2 buổi thôi, nó phải chơi 2 buổi. Nhưng mà cái mục đích của mình là gì? Đem nó vào nhà trước đã. Còn cái chuyện là nó muốn lóc cửa, nó tu ruột tính sao. Nhưng mà nó mới vừa bước vô lóc cửa lại, vô đây tu con, nó sẽ đập cửa nó đi về. Quý vị nhớ, chúng sanh, có những chúng sanh tâm tánh họ chưa thuần, căn cơ họ có ba dạng: sơ cơ, trung cơ và thượng cơ, và thậm chí có những người không có căn cơ. Cho nên Đức Phật quán chiếu trước khi Ngài nói Pháp nha, Ngài nhìn trong một hồ sen, Ngài thấy có những cái sen nó nở tròn đẹp, có những sen nở vừa vừa, có những sen còn búp, và có những cái nó còn ở dưới bung. Đức Phật nói chúng sanh cũng như thế, có những người tuệ giác hiểu biết của họ nở tròn, có những người nở nở, có những hé hé, có những người còn cái búp, và có những người còn dưới bùn. Bây giờ người ta vô đây mà đâu phải chúng sanh nào cũng nở tròn kiểu đó đâu. Mình dện cho người ta vài câu thôi là người ta thối gốc, thối rễ, gãy cánh, gãy cành liền. Cho nên quý vị, mình làm cái gì mà mình hiểu mình đang làm gì, và mục đích chỉ để cho mọi người có được cái sự nhẹ nhàng trong khi đến ngồi. Pháp Hòa cũng đã suy nghĩ chuyện đó. Tương lai là bây giờ một số các chùa đó, một số các chùa đã thực hiện rồi. Chánh điện là phân nửa ghế, còn ở phía trên để lại, ai muốn quỳ lại Phật thì lại, nhưng mà sau đó lên ghế ngồi tụng kinh hết. Có một ngôi chùa bên Mỹ mà biết, ngay cả thầy trụ trì, hòa thượng trụ trì ra ngồi ghế tụng kinh luôn. Ngài vắt cái ghế, Ngài ngồi xoay lên Phật. Nhưng mà tại sao Ngài phải ngồi? Cho dù Ngài không cần thiết ngồi, nhưng Ngài vẫn phải ngồi để người ta yên tâm, ta ngồi không sợ lỗi. Có nhiều khi nói trời ơi, thầy đứng mình ngồi kỳ quá, cho nên thôi thầy ngồi luôn để cho người ta thoải mái. Pháp Hòa hiểu cái tâm trạng đó. Cho quý vị cứ làm theo cái gì mà mình thấy, nếu mình có thể thực hiện được, mọi người đồng tâm. Và cái quan trọng là mình hiểu, mình hiểu mình đang làm gì, cái đó mới quan trọng, cái ý thức đó. Cho nên thưa đại chúng, ngay cả năm giới nha, sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối vậy đó, lúc nào đầu giới cũng phải có câu: ý thức được khổ đau của sự bất công trộm cắp, nên con nguyện học hạnh từ bi, không lấy của người khác. Phật giáo đâu có ép, nhưng mà mình ý thức sự bất công của người ta mà mình lấy. Ý thức đổ vỡ hạnh phúc gia đình do tà hạnh, con xin học tinh thần trách nhiệm bảo vệ hạnh phúc của con và hạnh phúc của người. Con nguyện không quan hệ tình cảm dục nhiễm với những người không phải là chồng hay vợ của con. Ở đây đâu có ép, mà mình ý thức trách nhiệm bổn phận của mình và những đổ vỡ hạnh phúc. Ý thức sự thật khổ đau do lời nói, con nguyện nói những lời ái ngữ, không dựng chuyện, không dựng chuyện nói xấu hại người, không nói những điều ly gián chia rẽ, không loan truyền những tin con không biết chắc, không phê bình linh án những gì con không thấy biết rõ ràng. Như vậy người Phật tử làm những gì hay là không làm những gì đều từ những ý thức của mình, chứ không phải bị ép buộc. Bây giờ đạo tràng chùa của mình
trưởng lão nhiều hơn là tráng niên, thanh niên, thì mình phải tùy thuận chúng sanh chứ, cửu giả hằng thuận chúng sanh, tới mới đi tới cái chỗ thập giả phổ giai hồi hướng. Phổ giai hồi hướng là hồi hướng cùng khắp rộng rãi, già trẻ không phân biệt. Rồi, có ai có câu hỏi gì nữa không? Mời chị. Câu hỏi là chị Phật tử này khi đi ra bên đường gặp những người Tây phương thì theo xã giao chào hỏi, thì hỏi how are you today, thì cái người đó trả lời I'm fishing today, hôm nay tôi đi câu cá. Chỉ nghe vậy xong tối về chỉ ngồi thiền nước mắt rơi. Vậy chắc chị là cha mẹ của mấy loài cá bà con thầy tổ gì của không, cái đó cũng đúng thôi, cái đó không có gì đâu, cái đó là chẳng qua là do lòng từ bi của mình. Ở trong kinh Bồ Tát Giới nói như thế này: nếu một vị tu hạnh Bồ Tát nghe ai phỉ báng chánh pháp như 3.000 mũi tên đâm vào tim mình, một người tu hạnh Bồ Tát thấy một chúng sanh sống bất thiện đau xót trong lòng, thì cũng như vậy, có thể là trong lòng chị có cái hạnh của Bồ Tát biết thương người mến vật, cho nên khi mình nghe ai đó đang tổn hại một loài vật khác thì mình đau. Ngày hôm qua đây á, có một em nhỏ có bà biết á, nó coi tivi mà nó thấy người ta, tại vì vô tình á, ta quay mấy cái clip đi về quê rồi bắt mấy con gà cắt cổ rồi nhổ nhúng nước sôi nhổ lông, nó thấy mà nó ngồi nó khóc ròng rụa, tại vì con nít ở đây nó không bao giờ nó thấy mấy cảnh đó, cho nên khi nó thấy là nó động lòng, nó tổn thương. Quý vị thấy con nít ở đây á, 99% con nít là thương súc vật nha, thương chó, thương mèo, thương chim, thương chóc, con gì nó cũng gì, nó không sống trong cái hoàn cảnh giết chóc. Xin lỗi, mình từ nhỏ sống là cái cảnh giết chóc từ nhỏ, đập đầu cá lóc nè, cắt cổ gà cổ vịt nè, chẳng dẫn vậy rồi bẻ hai cánh nó hen, rồi quậy đầu nó hen, cho nên lớn lên vác dao rượt nhau chỉ thấy bình thường, đứng ngó chuyện gì vậy. Thì nó thấy cái cảnh kia từ nhỏ rồi, nó không có cái đó, không có tội lỗi, nhưng mà cái môi trường, cái hoàn cảnh. Thì cho nên mình cũng vậy, nhiều khi nhiều đời nhiều kiếp mình tu cái hạnh Bồ Tát, thấy ai làm việc bất thiện thì mình xót thương, nhất là ở phạm vi sát sinh. Dạ dạ tốt á. Vậy là các thí dụ ha, các hòa thượng hay nói vậy nè: nếu một vị xuất gia nào đi ra làm đạo mà chúng sanh á, người ta nương vào cái gì đó rất là nhiều, thì các hòa thượng nói nhiều khi đời trước cái vị thầy đó là những người phóng sanh rất lớn, cho nên chúng sanh á, các nơi á, họ hướng về. Còn nói theo Phật, nói theo bây giờ nữa là gì? Mình kết duyên với chúng sanh. Thí dụ bây giờ á, một người tới gặp mình trong chùa đi, mình chắp tay mình chào. Nếu mình là người làm việc trong chùa, hỏi dạ xin hỏi anh lên lễ Phật, ngoài lễ Phật có muốn gặp thầy trụ trì, có việc gì cần không? Mình khơi, có nhiều khi người ta tới người ta có việc mình ta ngại, người ta không biết hỏi ai, thì mình khơi cái đó để kết duyên với chúng sanh. Nhiều khi người ta thật sự ngay lúc đó người ta đang rất cần, nhờ câu hỏi của mình mà dẫn tới người ta càng sâu với Phật Pháp. Mình kết cái duyên như vậy. Thưa đại chúng, bất cứ đời nào mình đi đâu, không bao giờ mình không gặp những người thiện hữu tri thức mà trợ duyên trợ lực cho mình. Nó khiến đó là mình phải tin cái đó. Mà Pháp Hòa rất tin tưởng cái đó. Từ nhỏ tới lớn, mình hồi nhỏ mình sống như vậy, mình không bao giờ đặt vấn đề. Nhưng mà lớn lên mình được cái duyên đó, thì Pháp Hòa biết rằng cái này là do hồi nhỏ mình sống, hồi nhỏ mình kết duyên. Có một chú đệ tử Pháp Hòa ngày hôm qua, mới hôm qua đây thôi, chú đi dọn phòng, chuẩn bị phòng cho khóa tu, thì chú lượm được một xu chuỗi tay. Chú chạy lên Pháp Hòa, chú hỏi thầy: con mới lượm được xu chuỗi này, con xin thầy con giữ sau này. Pháp Hòa nói: con cứ giữ đó đi, ai có cần con tặng. Vừa nói xong 2 tiếng đồng hồ sau, một bà cụ 90 mấy tuổi đi tới chùa lễ Phật, chú thấy thương quá, chú lấy xu chuỗi ra chú tặng. Chiều lại bà cụ gặp Pháp Hòa khoe:
Nó hồi chiều á, con được một một thầy trẻ tặng con sâu chuỗi. Trong đầu Pháp Hòa đã tưởng tượng ra được sâu chuỗi đó rồi, ai nhờ bà dở tay ra đúng y sau đó. Quý vị thấy không, mình kết cái duyên cho chú có cái hạnh chuỗi Phật, ai thích chú tặng. Mình cũng như vậy, thí dụ quý vị có quyển kinh nè, nhiều người ta muốn thích tụng phải không, mình có quyển này mà thôi đưa người ta tụng đi, không phải mình nói chị tụng tôi khỏi tụng nha, yên tâm sẽ có cuốn khác. Mà trong đời Pháp Hòa, Pháp Hòa nói không biết tương lai thì sao, nhưng mà tới lately là tới giờ phút này đây, Pháp Hòa đang cần một quyển kinh nào để nghiên cứu tự nhiên xui khiến thế nào, thời gian sau tự nhiên ở đâu người ta đem cái cuốn đó tới cho mình, mà trong đầu chỉ khởi thôi, chỉ nó đang muốn tìm cái cuốn đó để nghiên cứu vậy thôi. Có một lần Pháp Hòa đi thấy người ta viết tiểu sử các vị La Hán mà không đủ, Pháp Hòa nói chờ, có ước gì mình có một bộ sách nói về 500 vị La Hán ha. Quý vị biết thời gian sau có một vị đem tới tặng cho quà một quyển 500 vị La Hán bằng cổ ngữ tiếng Hán, sách cũ luôn. Xong rồi á, một vị khác đem tặng cho quà một quyển chú giải những hình ảnh của 500 La Hán. Thôi mình tin là hồi nhỏ đó, hồi nhỏ mà không có đặt điều kiện gì hết, nhưng mà Pháp Hòa có cái gì á, kinh sách gì ai cần qua đưa, mà không màng cuốn đó là của mình đang hành trì vậy đó, ai cần đâu qua đưa. Quần áo Pháp Hòa đang có nè, mấy em mà bán vé số bằng tuổi Hòa, nó đi nó bán vé số mà thấy nó té mình mẩy ướt máu me, kêu nó vô thay đồ lấy đồ của mình cho nó mặc. Cơm mà mình đang ăn á, mà mẹ mình nấu cho mình ăn á, nhường cho mấy người bạn nó ăn luôn, học mà không bao giờ đặt vấn đề gì. Mà bây giờ Pháp Hòa lớn và thấy rõ cái nhân hồi nhỏ mình sống vậy, chứ cái quả lớn nó không có mất. Mình phải tin cái đó, mình có cái niềm tin đó, mình có niềm tin là mình làm tốt được tốt, không bao giờ từ chối làm tốt. Dù mình có gặp những cái cảnh khó mà sao giúp người mà người không giúp, đừng có lo, đừng có lo, tại cái quả giúp nó chưa trổ thôi. Còn cái quả mà người ta phản mình là cái quả của quá khứ. Cũng giống như nhà mình vậy đó, mở tủ lạnh ra cất vô có những bịch rau mới mua, nhưng cũng sẽ có những bịch rau mua tháng rồi quên ăn, thui quắc cái tủ lạnh. Có không? Có, thì cũng như thế, có những cái nhân quả mình mới tạo, nhưng mà cũng có cái quả mình tạo đời đời nào, tới cả năm sau 10 năm sau nó mới trổ. Cho nên đừng có đặt vấn đề ủa tại sao tôi làm thiện mà luôn gặp xấu. Mình làm thiện là mới đời này, còn cái quả xấu mình đang chịu là cái nhân của quá khứ, không có sai đâu, yên tâm chuyện đó. Cho nên nhiều khi chị tạo nhiều cái duyên thù thắng với chúng sanh, phải không? Ừ. Câu hỏi kế, con chó chết có nên cúng thất không? Thì Pháp Hòa thưa với chị là chị muốn làm được hết. Tại sao? Mặc dù nó là một con chó, một con súc vật mình nuôi, súc sinh mình nuôi, nhưng thủy chung nó vẫn có mạng sống. Còn nếu mình tin theo nhân quả là nó đời trước có thể cũng là một con người, nhưng mà tạo cái nhân bất thiện cho nên đọa, nhưng mà trong cái đọa đó vẫn có phước là được đọa làm chó ở nước ngoài, rồi được rơi vào một cái gia đình mà biết thương yêu nó. Quý vị có tin chó mèo ở đây có phước không? À, nó phước, còn nhiều khi nó phước hơn mình nữa à. Con mình á, 15 tuổi à, mình kêu nó tới gần nó đẩy mình ra đó. Còn nó đi làm vừa về là nó kiếm chó mèo nó hung chùng chục vậy đó. Mình thèm muốn chết. Mình thèm nó ôm mình, nó đâu có ôm phải không? Đó là một chuyện ha. Nó giao cho bà già giữ chó. Đi nó đi làm nửa ngày nó gọi về nó hỏi: "Má, chó con ăn chưa?" Bà già nói: "Con chó mày ăn rồi, con chó già chưa ăn." Đó là nhiều khi á, con cái mình là thương chó mèo hơn, nó quan tâm hơn mình là do nghiệp của nó, nhưng nó có phước. Nghiệp là vẫn phải trả, nhưng mà trong cái nghiệp mình tạo có thể có phước, cho nên mình được hưởng cái phước làm súc sinh nước ngoài. Và đặc biệt là những con vật mà sinh trong những gia đình Phật tử, mình biết cho nó lễ Phật, nghe kinh, còn biết khai thị trong khi nó nằm trong lòng mình,
Cho nên bây giờ nó có mất, quý vị có khai thị, có cầu siêu tốt chứ sao đâu. Cái đó là tâm lành mình gửi cho nó, mình nuôi nó đời này, nhưng mình chuyển nghiệp cho nó đời sau luôn. Dạ, mô Phật. Rồi, ai hỏi gì nữa không? Mời chị. Cứ nói rõ thôi. Trong bài là thầy có nói về nghiệp bệnh, thầy có thể nói rõ hơn về nghiệp bệnh không ạ, và làm thế nào để phòng chống nó? Sám hối. Nếu mình có những cái nghiệp bệnh á thì mình sám hối. Thì trong Phật pháp mình có những cái phương pháp sám hối tùy ngắn dài. Có một cái phương pháp gọn gãy nhất nếu mình không có thời gian. Tại vì phương pháp chỉ là cái hình thức, nó vẫn đòi hỏi cái tâm chí thành. Vậy thì nếu chúng ta không có thời giờ thực hiện một nghi lễ sám hối mỗi ngày, tâm chí thành của mình cũng được. Ví dụ, con biết từ đời vô thủy cho đến ngày nay con đã tạo rất nhiều những nghiệp chướng, cho nên đời này con gặp nhiều khó khăn từ thân cho tới tâm, là do bệnh tật thân thể tâm hồn. Ngày nay con xin chí thành sám hối, nguyện từ nay về sau bỏ ác làm lành, tu tập mọi cái pháp thiện, bỏ mọi cái pháp ác. Thí dụ vậy, cái tâm chí thành sám hối. Còn hình thức tùy mình, muốn lại Phật bao nhiêu lại, muốn tụng sám gì đó tụng, nhưng mà phải có tâm chí thành. Nếu quý vị không có thời giờ thì cứ tha thiết cầu nguyện như vậy. Thật ra cầu nguyện đó không phải Phật thấy thương mà Phật cho mình hết tội hết bệnh. Nhưng mà mình làm một cái điều gì mà nếu mình nhận thức được cái lỗi thì ngay đó, ngay nơi đó nghiệp nó chuyển. Rồi thường thường quý vị nhớ, cái tâm lành mà khởi thiện thần chứng, tâm ác mà khởi thì ác thần nhận. Thế gian nó vậy thôi. Phóng qua ví dụ đi, chị muốn chơi với bạn xấu, cái nuôi hoài cái bạn, cái kiểu bạn vậy, thế nào ra đường trước sau cũng gặp những dạng bạn vậy. Tại vì sao? Lực mà. Cái lực nó hút mình tâm khởi thì con người cũng khởi tâm, là hai cái nó lực với nhau. Mình khởi tâm thiện thì người kia có thiện tâm thì lực với nhau. Cho nên mình kích ở đây Pháp Hòa chỉ muốn đại chúng đừng có hiểu lầm á, là mình hì hục mình lại vậy cái Phật thương tình, Phật cho mình hết bệnh hết tội. Không phải vậy, mà cái tâm mình mà ăn năn á, tức là mình rời khỏi cái ác hướng cái thiện, thì chính cái thiện nghiệp nó đã chuyển cái chuyển mình thôi. Trong khi mình tụng một thời kinh đó là quý vị thanh tịnh, quý vị không nói bậy, quý vị không làm bậy, quý vị không nghĩ bậy. Ngay giây phút 1 giờ tụng kinh là 3 nghiệp thanh tịnh. Dù mình có thể chưa hiểu thời kinh nhưng mà rõ ràng mình có đem 3 nghiệp chuyển nghiệp. Nghiệp mình tạo từ đâu? Từ thân, từ miệng, từ ý. Quý vị nghĩ có phải không? Hằng ngày nói, nghĩ, làm. Thì bây giờ mình chuyển cái cách nói, cách nghĩ, cách làm bằng thiện là khởi tâm. Cho nên nó có cái sự giao cảm. Mà cái chỗ đó là gì? Đạo cảm thông, không thể nghĩ bàn. Còn danh từ Phật học trong kinh gọi là bất khả thuyết. Bất khả thuyết, không thể nói, không thể nói. Chỉ lấy tâm tâm mà cảm nhận. Thì theo lời của đạo hữu trong Phật tử của chùa đây, trước khi dịch Pháp Hòa có hứa đó, sau này mỗi lần về Hải Đức á, trong dịp lễ Vu Lan hay Phật Đản thì sẽ dành cho đây 1 ngày, thì đạo hữu nhắc lại món nợ của ngày xưa. Tưởng đâu dịch quên rồi. Dạ cảm ơn, em cố gắng trả nợ. Thôi chắc cũng tối rồi, để đại chúng nghỉ ngơi, mai còn đi làm. Xin trước hết là xin cảm ơn thầy cùng toàn thể quý vị trong ban trị sự chùa Chánh Tâm, quý Phật tử xa gần nghe được tin tức Pháp Hòa về đây tối hôm nay mà không quản ngại một buổi chiều thứ sáu đi làm về mệt nhọc, còn ghé lại đây với một cái khí trời oi bức như vậy mà quý vị vẫn nán lại cả tiếng rưỡi đồng hồ, thật là quý hóa. Xin cảm ơn và tri niệm công đức rất nhiều. Thầy nói xong con nói nha. Rồi, xin chúc đại chúng luôn luôn có nhiều an lạc, hạnh phúc. Và hy vọng Pháp Hòa sẽ gặp lại quý vị trong dịp lễ Vu Lan tháng 8, cuối tháng 8. Bây giờ chúng ta hồi hướng trước nha. Xin đại chúng cùng chắp tay. Nguyện đem công đức này
hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.